Đi cũng có mà tao thì đó đi có. Xà. Mà không mặc cũng đâu sao. Đây không mát nhỉ, lên đây không mát, đâu có nóng đâu. Không làm cho cái dùng ở tay nó mát hơn chút vậy. Đi chơi chung. Ok. Ở đây có gì? Đây 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 đây. Nước ta. Hôm nay nhóm mình là dắt với nhóm siêu quẩy đi City Farm. Nắm tay anh này chuyên đi coi anh thấy sao. Mua thức ăn thêm không? Đúng rồi. Này đem đồ lên đây ăn uống. Ghẹ ra anh đi. Cái này sao nó không làm theo kiểu mà đi theo vòng ấy ha. À, nó ở dưới kia có rồi sao. Thịt sao nắn tít, thịt sao nắn tít căn à. Đi nào Trung, hướng nhân viên. Con gì á em này? Công việc chứ hả? Rau gì á? Húng lưỡi, húng lưỡi. Húng lưỡi. Lá quế kìa. Có xả nữa nè. Ở đây làm như lẩu chua nè. Thêm ha. Về mua thêm hai cá đó, bỏ vô lẩu đúng không? Cái coi. Về hầm xả là. Hai thằng giặt cái đâu mà biết nữa. Kìa cho dê ăn không? Ồ con dê cái dè quá vậy, có rau nữa kìa. Dê dạ đi ngoài kìa. Dê đi xin vô. Rồi dê cẩu thắng luôn. Đây đây này. Không ra nữa này. Anh này không ra. Đưa gần vô. Ai bị ở đây không? Ai bị? Wow. Anh này bỏ vô. Đâu đi. Nè con dê đó không? Giống bố hả? Đấy. Truyền nhân của bố. Nhìn là biết
Ngọc Dương hả? Anh Thắng ơi, Ngọc Dương, Ngọc Dương. Vì ra chị hai rồi con, ra chị hai đi. Quá ngon luôn. Cho với con vịt này kia ăn chứ mấy con này nó có ăn đâu. Con này thấy vậy cũng 20-30 kg ạ. À. Ừ. Nặng lắm à. Con guru hả? À con guru nó ngủ rồi hả Ivy? Ngủ rồi hả con? Ivy. Con theo con. Nó ngủ thôi, nó ngủ. Con cô dư bị chết rồi. À dưới kia con, dưới kia còn kìa. Wow, dưới kia nhiều lắm kìa. Đi đi. Cây này tốt lắm nè, cây này xay về nấu như chè, nó chè uống không phải bị tiểu đường ấy, bị gan á, uống cây này. Hồi trước em lấy nguyên cây gì đó. Ai vì cho nó ăn đi con, ai vì cho nó ăn đi, ai vì gọi con kangaroo đi. Nói chị gì? Gọi đi, ai vì gọi đi con. Nó có một giống giống cần nhiều. Không có gì vậy chị? Còn cái loại nhỏ nhỏ này không phải kangaroo. Ơi ơi. Vô phải kangaroo. Kheo. Nó lọ đầu ra Thắng hả? Thắng lọ đầu Thắng. Nghe Thắng cái loại kangaroo. Đưa con kìa. Đưa con dưới bụng kìa. Ơi con. Cho nó ăn hả? Có muốn cho nó ăn đúng không con? Cho nó ăn đi. Không treo. À, nó ngủ hả? Nó ngủ ăn. Anh đi cho nó ăn đi, anh đi. Đưa đây, đưa con này ăn nè con.
Ăn đi, ăn cho nó ăn đi con, đưa tay ra, nó tự ăn à, đưa tay ra. Con đưa tay như vậy nè, đưa tay ra như vậy, bà cho nó cho ăn nè. Đi 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 đi. Quy quy. Nè. Đó, ăn đó, đó, đó. Bà đi đâu bao nhiêu tay nha. Trước đi bà rửa tay. Ai về lên đây không con? Ông con đưa tay cho nó ăn á, đừng có thảy vô. Thảy vô nó ăn đâu được, đưa tay cho nó giống tiếp Tiffany kìa. Con dưa trắng này cũng ngon đó. Chung. Đó, Tiffany đưa tay đó. Đưa xích vô này, đưa xích vô. Này đưa cao lên. Đưa tay vô. Ừ. Tiffany dạng quá ha. Nè, đưa tay giống Tiffany vậy nè, Annie. Annie, giống đó. Sợ hả? Annie, cơ ba đưa tay rồi chúc ba rửa tay nha. Annie. Đó, Tiffany cho ăn theo lúc. Tôi sợ dơ tay. Thôi đi, let's go. Ivy ơi, con gì á Ivy? Ivy. Ivy có thích kangaroo không con? Cho xin cho nó ăn á. Thỏ này đánh thức ăn ngon. Cho ăn lên, cho ăn lại đi, cho ăn. Để cho ăn đi. Sợ gì sợ. Cho ăn đi sao chẳng. Anh đi sợ con, sợ. Thank you.
Thái Trần, nắm tay anh đi, Thái Trần. Thái Trần, nắm tay anh đi. Ba con gió thôi, cái này nó dính đây nè. Nó cốt cái này tét người luôn á chung. Dây nhợi bình thường. Con đây con cho nó ăn đi, ba con chụp hình cho. Đi đi. Đi đây này ông. Kìa ăn thắng con này nè. Cho con ngựa kìa, Annie đang cho ngựa ăn ấy. Bự thiệt cái trời. Đó là kiểu ngựa của tụi nhà giàu nó mông kiển. Em này ơi, đội nón cho đi con. Em này, ta cho nắm cho em này lên. Con ăn. Em này cho ăn đi con. Quỳ nắm lên đi, quỳ nắm lên đi luôn. Con heo đứng kế bên con ngựa. Bố ẩm lên mới đổ được. Đổ vô hết luôn. Em đi đầu bao đi ngựa đúng rồi, đầu bác. Anh đi đổ lên đi con. Em đi cho chị luôn.
À vì em này không dám sờ con. Em này dám sờ không chứ ẩm lên cho sờ. Cứ ẩm lên. Em này lên cho sờ chứ. Em này nhát á. Thôi đi vô, đi vô, đi. Cô Huyền lại vào cho chú tiên cho bấm hình cho ai Việt. Chút nữa chú dùng cho con nghe. Ai Vy ơi, nhìn ba này, ai Vy ơi. Ai Vy nhìn ba này, ai Vy ơi. Rồi. Đi vô, đi vô. Đi vô. Con thấy gì? Con thời tiền sử á. Má coi gì ghê trời. Con này còn nhỏ à đúng không? Châu rừng á hả? Ai Vy ơi. Ba. Ừ. À, chút xíu nó chảy sữa ra đó con. Đi đi qua bên đây. Đi. Nè, thằng ấy tính đi xe này nè. Ừ, nó đi chợ mà đi vòng vòng trước kia luôn á. Đó, nãy hỏi đi này, đi vòng 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 này nè. Sao nói 2 giờ rưỡi? Có cái xô gì đó. Hình như cái này mình đi đâu tốn tiền đâu. Không đâu, ta muốn đi, ta đứng xếp hàng cả. Đây đâu có gì đâu. Đứng xếp hàng đi, chút đi thử coi. Chiều nó ngồi đứng thịt kìa. Ừ. Nó bị đau mũi. Nó lùa đằng dê đứng ngoài chứ nó ngồi. Chó nó vậy đó. Okay. Now Toby does have one. Our dogs can move, right? Our dogs, if they're trained correctly, can move lots of different animals on our farm. What about our goats? Okay, our cows, all right, our sheep, all right, they can do lots of farm work, okay? Our Charlie here definitely does not like to be on the chain there, all right? As I said, he is learning how to round up the sheep, so he's probably going to make Toby's job a little bit more difficult. So they should both be full of energy. Now, Toby here is waiting very patiently. Usually, he's shaking like a leaf, okay? That's because he's so excited to do his job, okay? Charlie here just barks and makes a bit of a new nuisance of himself instead. But we'll see how we go. Alright, Charlie. Wait. Wait. Now, wait. Yeah. Sit. Wait. Stop. Alright, so folks, I'm going to head out into the paddock. Hopefully Charlie is going to stay here. Alright, and then I'm going to send them towards the sheep. So I do need to be a little closer to the sheep with Charlie. Alright, as he does like that reassurance that I'm there, and wait, see how he goes. Ah, boy, boy, sit, John, sit, come back here. So I do want to treat to teach a bit of obedience from Charlie. Alright, he's a bit cheeky, Charlie. À, cái con đang ngồi với chuyên nghiệp á.
Đó, bây giờ nó cho hai anh chó một con lùa cái đàn cừu về vô chuồng nè. Ready, go back, wow. We back. Wow, wow. Wow. Now every dog is a little bit different. Chuck does like to use his voice. So you can see I'm going to end up in the middle of this mob. See how he... đi theo thằng đó đó. Now my sheep do know that I do feed them. So again, they're not too worried. Now they've only been in here for nearly 2 weeks. Wow. Now it's only taken about đâu có nào đi weeks, đâu. 2 weeks for my sheep to be very happy to get very close to me. So when we first brought them here on the farm, we went to this paddock. Okay, none of them wanted a bar of me. Okay, they don't want to be close to me, they don't want to be close to the dogs. But as soon as we start feeding them and they get into the routine of being worked, they're not too shy at all. Now you can see it doesn't matter where I go, my sheep are very close. And I'm part of the mob. Now Charlie does know that he can go for a drink when he needs it. Now his job is to, or both their jobs, is to make sure they're on the opposite side of me. So it doesn't matter which way I go. They'll make sure they're on the opposite side of me. So they can push the sheep towards me. Con chip không con? Thấy không? Ừ, con gì hết con? À chim. Come here. Now it is important that I see my sheep every single day so I can make sure they are nice and healthy. But the hardest thing to do with our dogs is to get them to stop working. So we're going to see how that goes for both our dogs now. Nó có đứng lại luôn. Now Toby is definitely the king guard, alright, but they've done a pretty good job for us today. They've moved the sheep very, very quickly. Charlie, stop. Alright, so guys, I'll give a little bit of a clap. They've done pretty well so far. Okay, it's very typical for Charlie to let the sheep go back out into the paddock after he's done all that hard work. Okay, but like I was saying, that group is the dog mob. So once every single one of them has had a haircut, all right, they get to go into a different paddock and rejoin their larger mob sheep. So, Charlie.
Hay quá, nó bay vòng ngoài xong rồi đưa vô luôn. À, vô chuồng luôn. Dogs to do is to bring these sheep into this race and skin them up over the others. So that's where I can check on each and every one of my sheep. I do. I can point the race in a second. Stop. Ừ. Nó làm gì cho nó dễ đếm. Con mất con nào không? Trời. Này uống nước. Hey.